Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Điều gì sẽ đến với bạn trong 7 ngày tới từ ngày 16 tây tháng 9 đến ngày 22 tây tháng 9 năm 2024 ha. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài, đây là tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi điều gì sẽ đến với bạn trong 7 ngày tới từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2024 ha. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người rất là yêu thương trẻ con và có thể dạo gần đây các bạn cũng có rất là nhiều dịp để có thể gặp gỡ gia đình, người thân, họ hàng, bạn bè cũ vân vân hoặc là dạo gần đây có thể có những cái kỷ niệm cũ nó có sự ù về trong bạn các bạn là những người cũng có một cái vị trí um, cao trong cuộc sống hoặc là có thể trong cuộc sống của bạn cũng có rất là nhiều những cái sự chống đối hoặc là đôi khi bạn thấy dạo gần đây mọi thứ dường như nó có sự đứng khựng lại à, dường như có ai đó có sự gọi là gây điều gì đó khiến cho công việc của bạn nó không có được suôn sẻ chẳng hạn hoặc là có thể là những cái mục tiêu của bạn luôn bị người khác uh, chống đối chẳng hạn tuy nhiên mình thấy các bạn hãy luôn giữ vững tinh thần của mình tập trung vào cái mục tiêu của mình và đừng có mất thời gian với người khác bởi vì mình thấy các bạn ở trên cái đỉnh cao và có thể bạn cao hơn những người đó hoặc là bạn có thể ở kèo trên cho nên là việc của các bạn cứ giữ vững phong độ đừng quan tâm đến những cái điều buồn vặt bên ngoài để tránh mình bị gọi là tổn hại có thể bạn đang muốn học hỏi có điều gì đó mới mẻ cho nên là đôi khi cũng có nhiều cái khó khăn thử thách trở ngại và ngoài ra thời điểm này thì à, các bạn nên có sự gọi là điều chỉnh cảm xúc của mình à, tránh có những xung đột hoặc là gây cãi với người khác à, mình thấy có thể là bạn là một người sống rất là nhạy cảm à, là một người rất là yêu thương biết quan tâm mọi người nhưng mà có thể dạo gần đây hoặc là trong thời điểm này à, các bạn rất là dễ gọi là xung đột mâu thuẫn À, hoặc là hơi suy nghĩ theo tính con nít một chút cho nên việc của mình là hãy tập trung vào điều mình muốn chứ đừng có bị sao nhãn hoặc là mất tập trung vào những cái người xung quanh những người tiêu cực những điều mình không muốn bởi vì mình thấy bạn có khả năng thu hút những điều bạn muốn đến với bạn nhanh hơn khi mà bạn có sự tập trung cao độ vào nó bạn cũng là một người có rất là nhiều ý tưởng và sự sáng tạo thời à, điểm này có thể là mình thấy các bạn sẽ quyết tâm quyết đoán đưa ra một cái sự quyết định để có thể gọi là thực hiện được cái sự đổi mới của mình. mình thấy là như vậy. rồi để mình xem coi um, điều gì sẽ đến với bạn trong 7 ngày tới ha. trong 7 ngày tới mình thấy như mình nói đó các bạn sẽ đưa lên cái kiến cái chiến lược cái kế hoạch gì đó trong thời gian tới để thực hiện cái điều mà mình gọi là được thúc đẩy mình khao khát mình ước mong và ngoài ra có một cái cánh cửa lãng mạn được mở ra các bạn có thể là các bạn có sự gọi là kết nối tình yêu hoặc là có thể các bạn có sự lan tỏa tình yêu thương sự quan tâm sự ân cần sự nhẹ nhàng với mọi người xung quanh một số bạn có thể là bạn sẽ đi chùa hoặc đi nhà thờ khá là nhiều hoặc là bạn có thể có một cái sự hướng về đạo giáo hướng về tâm linh hướng về cái sự cầu nguyện cho mọi người cho những người đang gặp bão lũ Uh, một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn cũng sẽ chi tiền đó trong thời điểm này đó ở đây mình thấy có thể là các bạn uh, khi mà muốn mua sắm hay là các bạn muốn hợp tác gì đó buông tiền ra các bạn nên thận trọng để tránh uh, bị uh, gọi là mất tiền vào những cái um, người không tốt với mình ha. có những cái người lợi dụng hoặc là um, đeo mặt nạ cho nên các bạn hết sức uh, tỉnh táo ha để tránh mất tiền mất bạc đây mình thấy có thể trong 7 ngày tới các bạn sẽ nghe tin uh, giông gió hoặc là bão đó cho nên là các bạn cũng nên thận trọng đặc biệt những bạn nào ở những cái vùng à, gần biển nên có những cái phương pháp đề phòng ừ. có mưa gió có bão tố ở đây à, hoặc là bạn sẽ nghe được những tin tức này là thời điểm này các bạn mưa gió các bạn cũng đi đứng cẩn thận một chút hoặc là nhắc nhở người thân của mình về vấn đề này nha cho nên là mình thấy có thể là bạn sẽ dân um, nâng cao hoặc là bạn có sự cộng cộng hưởng năng lượng với những cộng đồng những người có cùng chung cái uh, lòng tốt với bạn để có thể cầu nguyện cho cuộc sống này nó hòa bình nó yên ấm à. điều gì sẽ đến với bạn trong 7 ngày tới 7 ngày tới mình thấy có thể là các bạn cũng uh, làm việc rất là nhiều nha hơi cực lực ở đây và các bạn cũng cố gắng giải quyết hoàn thành xong mọi cái uh, Công việc hoàn thành xong rồi cái nhiệm vụ của mình Thế Các bạn cũng có một cái tinh thần chiến đấu Hoặc là tinh thần gọi là phấn đấu mạnh mẽ, nhiệt tình, sôi nổi Các bạn làm việc rất là nhiều Chăm chỉ và có sự nâng cao tay nghề, kỹ năng, sự khéo lép của mình à, Có thể một vài bạn sẽ có những cái thành quả xứng đáng Cho cái quá trình nỗ lực quyết tâm của các bạn nha Ở đây mình thấy có thể là sẽ có những cái lời khen ngợi Hoặc có những cái phần thưởng món quà gì đó được mang đến cho các bạn Hoặc có những cơ hội mới À một số bạn có thể là bạn sẽ làm việc với niềm đam mê sự hăng say và có thể các bạn cũng được cất nhắc lên một vị trí cao hơn hoặc là được thưởng vân vân một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn cũng thể hiện được cái lời ăn tiếng nói của mình thể hiện được cái sự khéo léo của mình trong cách giao tiếp ứng xử và bên cạnh đó có một cái điều gì đó nó sẽ khơi dậy trong bạn cái sự gọi là thay đổi để uh, sống đúng đắn hơn ừ. Thấy các bạn có sự đổi mới chính mình Một vài bạn ở đây mình thấy dường như các bạn sẽ lên kế hoạch để có thể làm cho bản thân mình tươi mới, tươi trẻ trở lại Như là giảm cân nè, hoặc là có thể chăm sóc là cho làn da, cho mái tóc Chú ý hơn đến bản thân của mình Và ngoài ra có thể một vài bạn cũng có sự gọi là nên quan tâm nhiều đến con cháu của bạn trong thời điểm này ừ. Thấy bạn có sự kết nối khá là nhiều trẻ em ha Hoặc là có thể một số bạn sẽ cầu nguyện cho những đứa trẻ nữa À, mình thấy có thể là các bạn cũng nên có sự sắp xếp Thời gian nghỉ ngơi hợp lý Các bạn đừng có quá gọi là um, Lao tâm, lao lực quá mức Không thôi các bạn sẽ bị đuối Và ngoài ra đừng mang vác nặng quá coi chừng có thể sẽ bị hơi bị đau lưng Hoặc là đau nhức xương khớp Mình thấy là như vậy à. Có thể một số bạn sẽ hoàn thành xong Một cái kế hoạch và được giao thêm cho mình Những cái nhiệm vụ à. Mình thấy là như vậy Và ngoài ra thì các bạn nên uống nước nhiều các bạn bị thiếu nước một số bạn có thể sẽ có nguyện cho ông bà tổ tiên ở đây nữa nè hoặc là có thể các bạn có những cái dự tính như là xây dựng hoặc là sửa chữa lại mồ mãi ông bà trong thời điểm này có thể là có người thân của bạn có tin vui về vấn đề sanh con sanh nở thành công à. đây bạn nào tìm kiếm công việc mình thấy có cơ hội công việc đến với các bạn đó và các bạn cần phải nỗ lực quyết tâm để có thể đón bắt cơ hội này số bạn sẽ nhận được khá nhiều cuộc gọi cuộc thông báo ở đây ở đây mình thấy dường như cái tài chính của bạn có khả năng là một số bạn sẽ được người khác giúp đỡ hỗ trợ như gia đình cha mẹ nếu như bạn đang gặp khó khăn hoặc là có thể các bạn có tiền để có thể giúp đỡ gia đình cha mẹ của mình à, mình thấy có thể là bạn cũng sẽ chi tiền giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn bão lũ ha có thể là có một cái sự kết nối cộng đồng làm việc từ thiện ở đây một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là um, có hợp đồng giao dịch mua bán gì đó các bạn nên thận trọng hỏi ý kiến những người có kinh nghiệm để tránh có những cái sự gọi là um, cái kết quả nó không như bạn mong đợi kia vậy dạ. ừ. mình thấy giai đoạn giữa cuối của 7 ngày tới thì là bạn sẽ cảm thấy vui hơn tiền bạc của bạn có thể là nó có sự gọi là tăng hoặc là bạn cảm thấy vui vẻ với thoải mãn với là có một cái sự gọi là đủ đầy ừ. thấy có nguồn tiền đến với các bạn và ngoài ra các bạn còn có những cái phần thưởng về cái quá trình nỗ lực làm việc chăm chỉ nữa à, một số bạn ở đây thì mình thấy có sự hợp tác ừ. nhưng mà hãy chọn lựa cái đối tượng hợp tác thế đây các bạn cũng sẽ tham gia những lớp học, những khóa học đào tạo hoặc là một số bạn sẽ lên chức cho nên được nhận được tăng thưởng, được tăng lương. ngoài ra có thể bạn cũng sẽ mua những cái món đồ bạn yêu thích hoặc là bạn có thể là mua quà tặng cho ba mẹ của mình. Ừ. mình thấy các bạn nên quan tâm nhiều hơn đến cha mẹ trong thời điểm này, ha. cha mẹ con cháu. Ừ. Giai đoạn 7 ngày tới mình thấy có thể là các bạn nên nhớ giữ gìn sức khỏe một chút đừng có là như mình nói làm việc nhiều quá đâm ra bệnh tật hoặc là có thể um, à, giai đoạn đầu của 7 ngày tới các bạn hơi bị um, thất thoát về tài chính tiền bạn nó không có trọn um, vàng hoặc là mình thấy có thể có nhiều người vẽ vời ha vẽ ra những cơ hội mờ ảo cho các bạn hoặc là mời gọi bạn hợp tác Tuy nhiên thì bạn hãy cố gắng tỉnh táo một chút để tránh mất tiền mất bạc như mình nói Uh, tinh thần của bạn trong giai đoạn 7 ngày tới có thể là bạn sẽ hơi bị mất tập trung đặc biệt những bạn nào mà làm những công việc mà liên quan đến kế toán liên quan đến sổ sách điều đó các bạn cần hết sức tập trung để em hơi và có khả năng là các bạn phải đền bù thiệt hại hoặc là các bạn uh, sẽ hối tiếc gì đó ở đây nha hoặc là có sự thất thoát, thoát. Uh, giai đoạn 7 ngày tới này thì mình thấy có thể một số bạn sẽ muốn dành thời gian riêng cho chính mình dành thời gian đi nghỉ ngơi cân bằng sức sống hoặc là có thể một số bạn bị bệnh thì có thể các bạn cũng sẽ uh, tránh tiếng ồn tránh đám đông ngoài ra thì bảy uh, ngày tới là thời điểm các bạn ăn uống cẩn thận giai đoạn này cái vấn đề về tiêu hóa về ăn uống thực phẩm rồi đó các bạn hết sức chú ý nha và đồng thời uh, đây là cái thời điểm hơi bị khó khăn suy thoái kinh tế và thậm chí có bão lũ nữa cho nên là bạn hãy có sự biết ơn về những gì mà mình đang có hãy nhìn mọi người xung quanh và cảm thấy biết ơn trân trọng về những may mắn mà bạn đang có được ví dụ như bạn còn vẫn còn thở vẫn còn có thể gọi là làm việc hãy cố gắng trân trọng những cái điều này khi mà bạn nâng cao lòng biết ơn mà sẽ thay đổi được cái hoàn cảnh của mình hoặc là mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó sẽ có sự chuyển hóa tốt hơn hãy luôn cảm nhận cái sự đủ đầy Chứ đừng có để cảm giác thiếu thốn nó kéo dài Nó khiến cho bạn nhìn thấy cái gì cũng thiếu thốn Và nó khiến cho cuộc sống của bạn nó trở nên Rất là khó khăn và khó chịu Giai đoạn 7 ngày tới này mình thấy Như mình nói đó Giai đoạn đầu thì có thể mọi thứ bạn cảm thấy Rất là lạc lỏng, chơi vơi Nhưng mà giai đoạn cuối của 7 ngày tới Ở đây mình thấy có con số 1010 nha giai đoạn cuối bạn ngày tới dường như là tinh thần của bạn có sự phấn chấn trở lại bạn mạnh mẽ bạn tươi vui bạn hăng say bạn tích cực ngoài ra có thể vấn đề về sức khỏe sẽ được chữa lành hoặc là bạn có sự cân bằng và tiết chế chừng mực hơn trong lời ăn tiếng nói thì giúp cho bạn có thể có những pha xử lý khôn khéo giúp cho mọi thứ nó trở nên êm đềm cho chảy trong thời điểm này không tranh cưa không tranh cãi không đôi co không cãi cọ tiết kiệm năng lượng tập trung vào cái điều mà mình thật sự muốn À, ngoài ra một số bạn có thể cũng sẽ trở tài nấu ăn nấu nướng hoặc là sẽ có một sự gọi là cẩn thận hơn trong có về vấn đề ăn uống vệ sinh thực phẩm ở đây. Tiết chế chừng mực hơn và mình thấy uh, giai đoạn cuối 7 ngày tới là cái thời điểm mà các bạn sẽ có nguồn tiền như mình nói tiền lương, tiền thưởng hoặc là có thể bạn có sự thu hoạch trái cây hoặc là tiền bạc đến với bạn khá là nhiều. Ừ. có sự đủ đầy, có sự uh, cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy hài lòng với kết quả mà mình đạt được có cảm giác có sự tự do về tài chính, nha. Yeah. Có thể là về vấn đề tài chính hoặc là những lời cầu nguyện của bạn được đáp lại hoặc là quá trình nỗ lực cống hiến của bạn trong công việc được được người khác công nhận được đánh giá cao, vân vân. Yeah. Ở đây mình thấy có thể là một số bạn các bạn nên cầu nguyện Thay vì các bạn lo lắng thì hãy cầu nguyện thì sẽ tốt hơn Sẽ có một số quý nhân xuất hiện trong cuộc sống của bạn Có thể là những người mang năng lượng nữ ha Đây là những người nhẹ nhàng, tình cảm, nhân ái Nồng hậu, biết quan tâm và có sự nhiệt tình Có thể họ sẽ giúp đỡ, hỗ trợ, chữa, chữa lành Hoặc là hỗ trợ có vấn đề gì đó cho các bạn Bạn nào có sanh con sẽ thành công ha Nhưng mà nhớ cái vụ mà đi đứng cẩn thận và đừng đi nhanh quá ừ. Và thời điểm này tránh vung tay quá chán Có thể là bạn sẽ muốn rất là muốn mua nhiều thứ Nhưng mà hãy xem coi cái nào cần tiếc thì mua Còn thôi thì mình có thể tiết kiệm nha ừ. Và uống nước nhiều như mình nói ăn chín uống soi đây mình thấy có thể là các bạn cũng sẽ có một cái sự nên hít thở đều đặn hoặc là trước khi mình làm hoặc mình nói bất cứ điều gì mình hãy hít một hơi thật là sâu và thở ra à, để mình sẽ có sự bình tĩnh để có thể giải quyết mọi thứ một cách chu toàn một số bạn ở đây thận trọng cái vấn đề bị có chuẩn bị cái vấn đề như là sổ mũi đi ngoài mưa về đó các bạn nên biết giữ ấm cơ thể tránh tắm đêm tránh khuya và chuẩn cái vấn đề sổ mũi ho mà mình thấy các bạn có một khoảng thời gian tiếp đất hoặc dành thời gian cho chính mình nạp năng lượng cũng như là cân bằng luôn xa ha tránh những cái sự phiền não và có thể các bạn cũng sẽ có thời gian đi ngủ nghỉ Nói chung giai đoạn 7 ngày tới thì là bạn nên nghỉ ngơi ừ. buồn ngủ thì cứ ngủ nha cơ thể của bạn cần có một cái giai đoạn phục hồi và tái tạo năng lượng các bạn đừng có gì cũng cố gắng quá mức thì có thể nó sẽ khiến cho năng lượng bạn kiệt quệ khiến cho may mắn của bạn nó chập chờn <laughs> kiểu vậy ở đây mình thấy có thể một số bạn các bạn sẽ thực hiện cái nghi thức à, viết ra những điều mình không muốn ha, những cái điều mà cảm thấy xui xẻo không ra các bạn có sự đốt nó và đốt trong cái sự an toàn ừ, giống như các bạn có sự gọi là kiểu à, xả những cái điều không à, tích cực ra khỏi cuộc sống của mình để đón nhận những nguồn năng lượng mới Kì vậy một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn sẽ à, viết lên cái lịch trình à, trong thời gian tới mình sẽ làm gì hoặc là bạn có học hỏi cái gì đó mới thì bạn sẽ viết vào sổ ghi chép mà yeah. và ngoài ra thì lên kế hoạch như mình nói khi mà mình đã có kế hoạch rõ ràng thì mình tuân thủ theo nó thì có thể là bạn sẽ có được cái công việc nó nó trật tự và có thể mọi thứ nó sẽ diễn ra một cách thành công hơn là không có kế hoạch Ở đây cái vấn đề tình cảm các bạn cần hết sức lưu ý Những bạn mà đang yêu nhau Có thể giai đoạn 7 ngày tới là một cái giai đoạn nó hơi cao trào Bởi vì thời điểm này sẽ có những cái sự gọi là Mù mờ, đa nghi, nghi ngờ nó nó trỗi dậy Thậm chí đôi khi các bạn có nhiều khi có sự im lặng hơi lâu nữa Cho nên là các bạn cần phải bình tĩnh Có những cái vấn đề bài học cũ Nó trỗi dậy à, Nó thử thách các bạn một lần nữa để xem các bạn đã tốt nghiệp chưa các bạn đã thực sự vượt qua được chưa ừ. à, mình thấy có thể là trong mấy vấn đề tình cảm này á, giai đoạn này ai cũng bận rộn kiếm tiền đặc biệt cái người mang năng lượng nam thậm chí có thể công việc có nhiều cái uh, cạnh tranh hoặc là đòi hỏi phải cố gắng rất là nhiều cho nên các bạn nữ cũng hơi có những cái sự gọi là cảm thấy thiếu thốn tình cảm và đa nghi nghi ngờ thì các bạn cần phải biết cái vấn đề cái điểm yếu của mình để bạn có thể khắc phục Hai người có một cái sự gọi là nói chuyện hoặc là nhẹ nhàng với nhau Tránh gọi là phân biệt hoặc là kiểu đi làm à, Tránh đánh giá một cách um, quá tiêu cực ừ. Để tránh gọi là gây tổn thương hoặc là gây ra nhau cái sự gọi là chia tay ngắt kết nối nha Mình thấy là như vậy Và mình thấy nếu như các bạn vẫn có thể là em ái và có thể giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng nhất thì mình thấy tình yêu của bạn nó sẽ tiến đến cái giai đoạn bền chặt hơn dưỡng chắc hơn và thậm chí tiến đến giai đoạn cam kết tính đến cái câu chuyện tương lai tuy nhiên thời điểm này công việc sẽ quan trọng hơn là cái vấn đề tình cảm một chút bởi vì giai đoạn này có thể có nhiều cái thử thách cạnh tranh cho nên là các bạn cũng hết sức tập trung vào thực tế nhất đừng quá ảo mộng ảo tưởng mơ mộng quá nhiều hãy biết đặt mình vào vị trí đối phương bởi mình có thể hiểu và cân bằng cảm xúc của bạn đặc biệt các bạn nữ đó tại vì các bạn đang trong bước vào cái giai đoạn thời kỳ trăng tròn đó cho nên nhiều cảm xúc nó bộc dậy và nhiều cái nỗi lo nỗi sợ nó trỗi dậy và các bạn hay bị mất ngủ lo lắng rồi nặng đầu có thể năng là thiếu suy nghĩ nữa nha yeah. làm gì hoặc nói gì thiếu suy nghĩ cho nên hết sức bình tĩnh <laughs> um, hãy dùng cái sự tình cảm nhẹ nhàng để đối xử với mọi người đặc biệt với người yêu của mình hỏi han chăm sóc quan tâm thì sẽ hay hơn. Một số bạn độc thân thì giai đoạn này có thể bạn cũng chưa muốn yêu ai, mặc dù có thể cũng có đối tượng xuất hiện nhưng mà có thể là cũng chưa đi đến đâu. Nó còn ở trong giai đoạn mập mờ hoặc là các bạn nghĩ là công việc là quan trọng, cho nên các bạn sẽ tập trung vào công việc để kiếm tiền, nỗ lực, quyết tâm cho cái sự phát triển sự nghiệp nhiều hơn là tình yêu. Còn ừ. còn những bạn mà gọi là ngắt kết nó chia tay ở đây mình thấy có số một số bạn nữ sẽ được khá là nhiều người quan tâm đó ừ, quan tâm nhưng mà mình thấy nó cũng chưa đi đến đâu cho nên các bạn nữ cũng có nhiều cái sự nghi ngờ cho nên các bạn cũng sẽ có một sự dành thời gian để tìm hiểu ra xem như thế nào một số bạn lại có thể từ tình bạn đi lên tình yêu giai đoạn này rất là dễ gọi là trách móc cãi vã ha cho nên các bạn nên thực tế và tỉnh táo là biết kiểm soát chính mình đây một số bạn mà ngắt cái nói chia tay thì mình thấy có thể là có một số bạn là khoảng 60% có sự kết nối người cũ quay về Tuy nhiên thì có thể các bạn cũng sẽ đối mặt với thử thách như mình nói thôi ừ. Sẽ có vấn đề cũ nó lặp lại và các bạn cần phải giải quyết cái vấn đề của mình và thỏa hiệp với nhau cùng nhau gọi là cố gắng vượt qua còn nếu như các bạn gọi là không giải quyết được vấn đề cũ thì các bạn cũng sẽ tranh cãi lần nữa cũng sẽ rơi vào vòng lặp một lần nữa ừ, cho nên các bạn còn hết sức gọi là kiểu thực tế thực tiễn xem người này có hợp với mình hay không có cố gắng à, hai bên có cố gắng vì nhau hay không còn nếu như cảm thấy um, không hợp hoặc là cảm thấy cứ mù mờ cứ tranh cãi mãi và khiến cho bạn bị uh, tụt năng lượng tụt cảm xúc thì đã đến lúc các bạn dứt khoát rời đi Thì mình thấy có thể là cũng sẽ có những cái tình yêu mới bước vào Tuy nhiên là mình thấy các bạn nên giải quyết cái vấn đề của mình trước Đừng chạy đuổi theo tình yêu Mà hãy uh, tập trung vào bản thân sự nghiệp các bạn uhm. Nâng cấp chính mình uh, Để bạn thu hút một cái tình yêu uh, an toàn, dưỡng chắc Và biết gọi là tập trung vào tiêu chuẩn thực sự của mình Đừng có sự gọi là kiểu uh, yêu đại Ừm uhm. Cẩn thận với cái với với những cái chuyện sự gọi là kiểu yêu đại mà mình không à, lắng nghe trái tim hoặc là lắng nghe à, cái đứa trẻ bên trong của bạn thì rất là dễ chọn sai nha. Thì mình thấy là như vậy. À, có một số bạn cần lưu ý ở đây nếu mà hẹn gặp hẹn hò với một ai đó thì nên thận trọng bởi vì à, có một số bạn là tình một đêm đó. Thì rất là dễ gọi là có con ngoài ý muốn đó, cho nên là các bạn cẩn thận đặc biệt những bạn trẻ đi đến những cái bữa tiệc nào đó thì hết sức kỹ lưỡng, coi chừng có vấn đề bỏ thuốc ở đây. Ừ. ở đây mình thấy các bạn có rất là nhiều thông điệp liên quan đến sức khỏe của bạn đã được hồi phục là một cái tin vui à, tín hiệu đáng mừng cho những bạn nào mà đang có vấn đề bất ổn về sức khỏe các bạn có sự dồi dào thịnh vượng sự may mắn về tài chính ha hoặc là một số bạn có thể trong giai đoạn 7 ngày tới ăn nho rồi đó ha có sự thu hoạch ừ. ở đây mình thấy thiên thần Raphael đang cung cấp cho bạn những thông tin nội bộ liên quan đến cái tình hình sức khỏe mà bạn đang tìm hiểu À, ngài muốn bạn biết rằng những lời cầu nguyện và hành động lành mạnh của bạn đang có hiệu quả. Vì vậy các bạn hãy tiếp tục cái con đường tích cực này. Có thể là phải mất một thời gian trước khi những cái cải thiện có thể nhìn thấy hoặc là cảm nhận được. Và trong cái thời gian chờ đợi bạn hãy luôn lạc quan và tiếp tục thực hiện cái hành động tích cực trong lối sống của mình. Và nếu như các bạn là một người chữa lành thì cái đây là một cái tượng trưng cho việc các bạn đang đi đúng hướng. Những cái thay đổi mà bạn đang suy ngẫm gần đây thực sự là sự hướng dẫn từ thiên thần Raphael À, đây là một vị thiên thần hỗ trợ công việc chữa lành à, của các bạn và người luôn ở bên bạn trong từng bước trên hành trình chữa lành của mình và khi mà bạn làm theo hướng dẫn từ trực quan của bạn từ trực giác của bạn các bạn sẽ trải nghiệm những kết quả tích cực nhất và mục đích sống của bạn là công việc chữa lành những lời cầu nguyện của bạn về sức khỏe để được lắng nghe ha cho nên là hãy à, cứ tích cực và vui vẻ đi một cái sự phục hồi kỳ diệu đang diễn ra đó ừ và đồng thời đã đến lúc các bạn phải tỉnh táo và tham gia cải thiện sức khỏe của mình cũng như uh, có sự gọi là kiên bớt uh, hoặc là giảm thiểu những cái thói quen những chứng nghiện không tốt như là nghiện thức khuya nghiện đồ ăn đồ ngọt vân vân và bạn hãy luôn nghĩ đến cái kết quả tích cực nhất trong việc phục hồi cái tình trạng của các bạn uhm một số bạn có thể là bạn sẽ tìm lại cái điều gì đó mà bạn đã mất bạn nghĩ rằng bạn đã mất nhưng thực sự các bạn sẽ tìm thấy nó và ngoài ra các bạn sẽ vượt qua được những tình huống căng thẳng hiện tại và mọi thứ nó sẽ ổn thôi nha yeah. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 2. bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi À, điều gì sẽ đến với bạn trong 7 ngày tới và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người từ mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng với bạn, 2. Các bạn tụ hai các bạn tụ hai là những người có thể là đang trong cái giai đoạn gọi là thức tỉnh sâu <laughs> có nhiều điều khiến như bạn cảm thấy có rất là nhiều những cái sự gọi là cảnh tỉnh các bạn trong thời điểm này ha có thể bạn rất là có những cái ý nghĩa sâu sắc hoặc là có thể có nhiều điều bạn cảm thấy có sự đổi mới ừ. đây mình thấy có thể là bạn rất là mong muốn cuộc sống của mình sẽ có thể vượt qua được những khốn khó cơ cực ở đây mình thấy dường như có một cái sự có lợi diễn ra với các bạn sau một khoảng thời gian các bạn bị thử thách thì đây sẽ là cái thời điểm mà bạn sẽ vượt qua được bóng tối vượt qua được những khó khăn trở ngại để tiến đến cái giai đoạn vui vẻ hơn, hòa hòa bình hơn hoặc là tốt đẹp hơn trong cuộc sống của mình. Và gần đây có thể các bạn thấy rất là nhiều ông nè, hoặc là có thể một số bạn các bạn um, rất là mong muốn tiến đến hôn nhân. À. Các bạn hy vọng rằng um, mọi thứ trong cuộc sống của mình sẽ tốt hơn so với giai đoạn trước và các bạn có thể đang có sự gọi là nắm bắt những cơ hội mới có thể có nhiều cơ hội mới những ý tưởng mới được sản sinh trong cuộc sống của các bạn ừ. và mình thấy các bạn là những người rất là khôn ngoan Và có thể là nắm bắt được những cái cơ hội vàng tuy nhiên thì mình thấy các bạn phải tự tin lên có một số bạn ở đây các bạn cứ ở trong cái trạng thái có sự tiêu cực thiếu thốn ha? luôn cảm thấy thiếu thốn luôn cảm thấy có sự gọi là cô đơn lạnh lẽo à, tuy nhiên thì mọi thứ đang đến với bạn rồi việc của các bạn bây giờ là hãy có sự nhìn về những gì mình đang có và có sự gọi là trân trọng biết ơn à, ví dụ như các bạn vẫn còn có thể có một không gian thoải mái để làm việc hoặc là vẫn có được cái sự yêu thương từ mọi người từ gia đình xung quanh họ vẫn còn sức khỏe để có thể làm tốt có công việc của mình vân vân hãy tìm thấy những gì mình có khả năng biết ơn được À, để bạn có thể nhận được những cái món quà lớn Có một cái món quà lớn tươi sáng gì đó đang mang đến cho các bạn Tuy nhiên vì các bạn cần phải tích cực vui vẻ lạc quan lên Thì nó mới có thể gọi là rót vào cuộc sống của bạn được Và có thể trong giai đoạn 7 ngày tới sẽ có những dấu hiệu Sẽ có một cái điều gì đó khá là tốt đẹp ở trên bầu trời Cho nên là các bạn um, có thể sẽ chứng kiến được cái cảnh tốt đẹp đó hoặc là thấy cầu vòng vân vân sẽ có mưa gió đó, cho nên các bạn cũng nên biết giữ gìn sức khỏe uh, trong thời điểm này Trong 7 ngày tới thì mình thấy có thể là các bạn sẽ đọc sách, nghiên cứu hoặc là có một cái sự biết suy nghĩ hoặc là tìm ra được một cái giải pháp gì đó cho công việc của mình. Các bạn có một cái sự chuyển hóa hoặc có một cái sự phát triển mặt tâm linh, tinh thần hoặc có những cái sự gọi là mở mang kiến thức nhiều hơn. À. Một số bạn chọn luôn tuần 1 với tụ 2, mình thấy có thể là bạn sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, để cân bằng, để hồi phục sức khỏe của mình có thể một vài bạn cũng sẽ um, chi tiền cho những vấn đề gì đó ở đây hoặc là các bạn trong thời điểm này có đầu tư thì mình thấy các bạn nên thận trọng có những cái người muốn rút tiền của các bạn hoặc muốn gọi là làm gì đó ám muội để có thể gây uh, thiệt hại cho các bạn về tài chính cho nên là hãy uh, tỉnh táo một chút hoặc là có thể mình thấy các bạn rất là muốn mua sắm nhiều thứ cho nên các bạn cũng nên uh, kỹ lưỡng trong cái vấn đề chi tiêu ha. nên có một cái khoản tiết kiệm cho tương lai uhm. Thế các bạn cũng có được những cái sự gọi là quan tâm Yêu thương, ân cần, chu đáo của những người thương yêu các bạn Hoặc của người yêu và nếu có Ở đây mình thấy dường như các bạn cũng xem tin tức thế giới khá là nhiều Hoặc là một vài bạn có thể là bạn sẽ học ngoại ngữ ừ, Hoặc có người thân ở nước ngoài nhắn tin, gọi điện Hoặc là có thể có người nước ngoài về thăm Vân vân Số bạn ở đây có những cái dự định, kế hoạch gì đó Thì mình thấy các bạn sắp hoàn thành Các bạn đã đi được 2 phần 3 chặng đường rồi điều gì sẽ đến với bạn trong 7 ngày tới từ ngày 16 tháng 9 đến 22 tháng 9 đây là cái thời gian mà có thể là một số bạn các bạn cũng hơi bận rộn đó làm việc rất là nhiều hơi cực lực tuy nhiên các bạn cũng nên biết uh, nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe nha các bạn làm quá thì nó khiến cho sức khỏe của bạn bị kiện kiệt năng lượng tinh thần của bạn giảm sút thì rất là khó có thể thu hút cái điều bạn muốn đến với bạn nhanh hơn nay mình thấy tại một số bạn sẽ đi đám dỗ hoặc đi đám cưới gì đó nè hoặc là ăn sinh nhật thôi noi đầy tháng à có thể giai đoạn này giai đoạn tết trung thu cho nên các bạn có thể là có sự kết nối với trẻ em con cháu hoặc là giúp đỡ trẻ em hoặc là tham dự cái lễ tết trung thu vui vẻ này một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn như mình nói kết nối với người thân họ hàng hoặc là có thể cũng nhận được đồ ăn đồ biếu tặng hoặc là bạn sẽ có sự biếu tặng đồ ăn giúp đỡ người khác làm việc thiện nguyện ngoài ra thì mình thấy các bạn sức khỏe của bạn hoặc của người thân của bạn cũng khá là tốt có một cái khả năng phục hồi hoặc nâng cao sức khỏe tinh thần có sự quyết đoán mạnh mẽ và kiên cường đối mặt với vấn đề mọi thứ mọi việc ở đây và ngoài ra thì các bạn có được cái sự thu hoạch một số bạn có khả năng là có những cái nguồn tài chính dồi dào hoặc là có thể các bạn có được một cái thành tựu có được cái sự đánh giá cao từ mọi người các bạn có sự gọi là giữ dữ vững dòng tiền trong tay một số bạn có thể sẽ mua bán vàng hoặc là có sự tích lũy gì đó trong thời điểm này ha và bên cạnh đó thì có thể một số bạn có tin vui về con cái có thể là có một số người là sinh đôi đây trong giai đoạn 7 ngày tới dường như các bạn cũng sẽ chăm chút hơn cho ngôi nhà của mình có thể bạn sẽ mua bông mua hoa về chân à, hoặc là một vài bạn thì có thể là các bạn sẽ mua nhà mới hoặc là có thể là dọn đến nhà mới ừ. có thể là do cái vấn đề các bạn liên quan đến nhà cửa cho nên các bạn cũng sẽ chi tiền cho vấn đề này kỹ vậy một số bạn ở đây có thể là sẽ có tiền giúp đỡ cha mẹ hoặc là đang khó khó khăn túng thiếu gì đó thì được cha mẹ giúp đỡ hỗ trợ. ngoài ra thì mình thấy có thể là một vài bạn các bạn có sự đi đóng tiền cho cơ quan nhà nước hoặc là có thể các bạn sẽ góp một phần hỗ trợ cho đồng bào lũ lụt ở miền bắc. À. một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn có một cái sự gọi là đạt được một cái ước nguyện gì đó của bạn trong vấn đề tài chính. Ừ, tuy có thể là nó chưa chưa hoàn thành nhưng mà mình thấy các bạn cũng cảm thấy rất là phấn khởi và vui vẻ à, Ngoài ra mình thấy có thể là bạn như mình nói bạn sẽ cẩn thận hơn trong chi tiêu Bạn sẽ có một cái sự gọi là nghiêm khắc hơn hoặc là kỷ luật hơn trong vấn đề tiêu tiền ừ. Và ngoài ra mình thấy có thể là cũng sẽ có những cuộc gọi thông báo Ừ bảo là cơ quan nhà nước, cơ quan thuế Khi các bạn đóng thuế hoặc khi các bạn gọi là tải phần mềm gì đó thì đó là một cái câu chuyện rất là cũ rồi nhưng mà vẫn có nhiều người bị dính <laughs> cho nên các bạn hết sức thận trọng cái vấn đề cuộc gọi à, lừa đảo ha và mình thấy các bạn có nhiều có nguồn tiền nhưng mà các bạn cũng cần phải có sự chờ đợi kiên nhẫn thấy như vậy ừ. có thể là sau cái giai đoạn 7 ngày tới thì các bạn mới có thể nhận được cái vậy ngoài ra thì mình thấy các bạn cũng sẽ mua sắm quần áo hoặc là chăm chút cho bản thân À, cho nên mình thấy các bạn đi ăn tiệc khá là nhiều, ha? đi dự hội nghị hoặc là đi đến những cái buổi lễ, những sự kiện khá là nhiều ở đây. Ừ. Bạn à, có thể cũng sẽ một số bạn có sự biểu diễn dẫn dắt chương trình gì đó các bạn diễn ra rất là thành công và cũng đạt được rất là nhiều người yêu thích hoặc là ngưỡng mộ hoặc là thậm chí là có thêm những cái hợp đồng những sự ký kết mới. Ừ mình thấy là như vậy. giai đoạn này các bạn nên quan tâm nhiều hơn đến gia đình và cha mẹ ha giai đoạn 7 ngày tới thì mình thấy là một số bạn ở đây thì có thể là như mình nói các bạn đi dự tiệc, các bạn đi sự kiện khá là nhiều, các bạn đi đến những nơi đông người, cẩn thận có móc túi lừa đảo nha. Bởi vì giai đoạn này là trộm cắp lên ngôi nha, cho nên thận trọng một chút. hoặc là đi xa đi uh, uh, xa nhà thì nhớ khóa cửa cẩn thận, hoặc là giữ gìn tài sản của mình, tiền bạc của mình thật là tốt thì Các bạn có thể là sẽ đọc rất là nhiều những cái thông điệp cảnh báo ở đây và ngoài ra có thể cũng đọc được khá nhiều câu chuyện thương tâm cho nên mình thấy các bạn sẽ sẽ có một sự gọi là cảm thông hoặc là xúc động và các bạn có thể cũng sẽ giúp đỡ mọi người trong khả năng của bạn và ngoài ra có thể các bạn đứng trước giữa hai lựa chọn hai con đường hai hướng đi gì đó và phân dân Tuy nhiên thì mình thấy các bạn sẽ lựa chọn theo cái điều mình muốn thì bạn sẽ có sự bước đi tiến về phía trước một số bạn ở đây các bạn muốn đi nước ngoài làm việc hay gì đó thì mình thấy các bạn tìm những cái nơi mà kiểu như là um, môi giới các bạn hết sức thận trọng nha bởi vì mình thấy có đối tượng không tốt á cho nên bản thân mình cũng phải hết sức thận trọng kỹ lưỡng giai đoạn này cũng sẽ có những quý nhân phản diện xuất hiện đó cho nên là đó nếu như trên trời rơi xuống có những cái người tiêu cực hoặc là nói xấu công kích trong khi bạn không có làm gì sai hết Họ chỉ thấy là khó chịu các bạn Thì việc của các bạn là hãy tha thứ Tha thứ thì bạn sẽ được ơn trên thứ tha Cũng như là bạn sẽ nhận được những may mắn của những người này Và họ sẽ mang những cái xui rủi của bạn Hoặc là gia đình của bạn đi xa Cho nên là bạn hãy biết ơn, trân trọng những người này Và đừng làm gì ảnh hưởng đến họ Đây là quý nhân phản diện của bạn nha Một số bạn ở đây có thể bạn sẽ có sự nhận ra Một ai đó họ không có tốt ừ, Cho nên các bạn sẽ có sự gọi là tránh xa hoặc là các bạn có sự chặn luôn các bạn không tiếp xúc không nói chuyện ừ. mình thấy là như vậy ngoài ra ở đây thì mình thấy có thể là một số bạn các bạn sẽ có sự dùng luật hấp dẫn để thu hút điều bạn muốn tuy nhiên là hãy tập trung vào điều mình muốn và cái điều đó thực sự tốt cho bạn hoặc cho người khác tránh suy nghĩ vào những điều không muốn hoặc là những cái điều mà bạn nghĩ xấu về người khác bởi vì nó sẽ vận vào cuộc sống của các bạn nha ừ. Mình thấy giai đoạn cuối của 7 ngày tới bạn sẽ có thể biến chuyển mọi thứ hoặc bạn có khả năng lấy lại sức mạnh, sự chủ động ha. À, sự kiên cường và sự gọi là mạnh mẽ của các bạn ở đây. Đặc biệt các bạn nữ ở đây mình thấy có thể là bạn cũng hơi lo lắng nghi ngờ, có thể là liên quan đến tình yêu tình cảm. Cho nên là các bạn phải hết sức cân bằng để tránh có những cái suy nghĩ mông lung hoặc lệch lạc hoặc là hiểu sai về đối tượng cần phải tìm nguyên nhân lý do uh, chứng cứ để bản thân của mình không có đưa ra những cái uh, sự gọi là phán xét sai lầm ha, kiểu vậy. đặc biệt những bạn đã rơi vào vòng lặp rất là nhiều rồi thì đã đây đến lúc các bạn sẽ um, đối mặt với nó một lần nữa ha, vấn đề của mình một lần nữa để bạn có thể thay đổi hoặc là triệt tiêu nó hoàn toàn như vậy Ở đây mình thấy một số bạn kết nối với người lạ, ai đó thì cẩn thận cái vấn đề bỏ bù thuốc mê thôi miên hoặc là ngãi nghe, đặc biệt những người muốn mượn tiền rồi đó. <laughs> Hãy có một cái khoảng cách nhất định ha, đừng tiếp xúc gần. Ừ. Và nếu các bạn có đi đến những nơi đông người thì tốt nhất là nên đeo khẩu trang thì nó sẽ hay hơn để tránh lây bệnh. À nhớ bảo vệ đôi mắt của các bạn nữa đó. đặc biệt những bạn nào mà hay sử dụng điện thoại ở trong bóng đêm đó thì nó có tác hại ha nhớ đeo kính mát hoặc là có cách phòng ngừa để bảo vệ đôi mắt của mình đây một số bạn như mình nói sẽ dành thời gian với gia đình với bạn bè người thân nói chuyện vui vẻ ở đây và tránh đừng để lòng mình trở nên sân si đố kỵ bởi vì những nguồn năng lượng này rất là xấu nó sẽ thu hút những cái điều tiêu cực đến với bạn những sự thiếu thốn đến với bạn hoặc là làm gì cũng không có suôn sẻ như vậy các bạn cũng sẽ dành những khoảng thời gian để nghỉ ngơi và các bạn cũng cần nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng hay tái tạo năng lượng của mình à, Một số bạn ở đây có thể có tin vui về con cái như mình nói Hoặc là một số bạn nữ thì có thể các bạn rơi cái giai đoạn chu kỳ của mình cho nên là nghỉ ngơi là hợp lý Đừng lao tâm lao lực hoặc là lo lắng, nghĩ suy quá nhiều, nó ảnh hưởng Một số bạn như mình nói thì bạn sẽ nhìn thấy những cái điều gì đó tươi đẹp liên quan đến uh, các vị thần hoặc là tiên cảnh gì đó vân vân hoặc là xem những bộ phim gì đó liên quan đến tiên và ngoài ra uống nước nhiều là điều cần thiết nha Giai đoạn 7 ngày tới mình thấy cái giai đoạn đầu của 7 ngày tới là cái thời điểm mà bạn phải hết sức gọi là điềm tĩnh, tiết chế chừng mực lại để tránh tranh cãi với người yêu, những bạn đã có người yêu ha. À. Bởi vì giai đoạn này ai cũng bận rộn hoặc là còn phải nghỉ ngơi thư giãn, cân bằng hết á. Và nếu như các bạn có thể cân bằng điều chỉnh và có thể quan tâm lẫn nhau và biết chăm chút cho nhau về sức khỏe cũng như tinh thần tốt thì có thể giai đoạn cuối của 7 ngày tới thì cái sẽ vui hơn Kiểu như là các bạn nữ sẽ được người yêu đối xử Một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào, yêu thương, chân thành, nồng ấm hơn Và hai bạn có thể tính đến câu chuyện tương lai à, Thì mình thấy là như vậy Còn những bạn độc thân thì trong thời điểm này Có thể các bạn sẽ lo quan tâm cho sức khỏe Cho cuộc sống, cho công việc hoặc thi cử gì đó Và giai đoạn cuối thì có thể cũng có tình yêu đến Giai đoạn cuối 7 ngày tới có thể có tình yêu đến còn những bạn nào kiểu các uh, kết nối chia tay thì đây là thời điểm để các bạn có thể chữa lành chăm chút cho bản thân sức khỏe tinh thần thể chất của mình uh, có thể có một số bạn nữ á, là có người cũ quay về Wow, có rất là nhiều bạn chọn lương tụ một tụ hai các bạn có tình yêu cho nên các bạn có khả năng có sự kết nối tình yêu một số bạn là có có cả người mới lẫn người cũ thì việc của các bạn là hãy phân định và suy si xét nếu có người cũ quay về mà các bạn vẫn muốn cho cơ hội thì hãy giải quyết cái vấn đề giữa hai người trước để các bạn có khả năng là sẽ rơi vào cái giai đoạn cũ nữa rồi tranh cãi nữa rồi chia tay nữa đó mà khi mà các bạn có thể thực tế giải quyết vấn đề rồi thì có thể các bạn có thể đi cùng nhau còn nếu như không thỏa thuận không thỏa hiệp được thì tốt nhất là rời khỏi để tránh sau này mệt mỏi mất thời gian thì mình thấy là như vậy Và đồng thời hãy xây hàng rào với những điều tiêu cực hoặc những điều khiến mình bức bói hoặc là đôi khi mình bức bói, mình khó chịu, tốt nhất mình đừng nên nói nhiều. Rất là dễ mâu thuẫn và tranh cãi với bất kỳ ai đó trong cái thời điểm này nha. thời điểm này cũng ăn uống nên thận trọng. Ừ. Ăn chín uống sôi là điều cần thiết. Một số bạn ở đây các bạn thức khuya nhiều quá Cho nên là mình thấy các bạn được nhắc nhở là hãy có cho bản thân của mình giấc ngủ ngon Ở đây thiên thần Raphael muốn nói với bạn rằng cái chất lượng giấc ngủ của bạn nó liên quan đến vấn đề sức khỏe có thể là tâm trí bạn đang bận rộn với nỗi lo lắng hoặc là cơ thể bạn cảm thấy căng thẳng do uh, quá nhiều những cái uh, sự tiêu cực uh, hoặc là do uh, suy nghĩ quá nhiều thì uh, bất kể nguyên nhân của bạn là gì thì thiên thần Raphael đều muốn các bạn có một cái giấc ngủ ngon hơn. Khi mà bạn muốn ngủ hay nghĩ về thiên thần Raphael và tưởng tượng đang nói chuyện với ngài về những cái lo lắng của bạn. Kể cho ngài nghe tất cả những điều mà bạn suy nghĩ những nỗi sợ hãi hoặc là mong muốn khi mà bạn cảm thấy trọn vẹn hãy cầu xin thiên thần trợ thưởng cho bạn tâm trí cơ thể của bạn nghỉ ngơi một cách bình yên. Sau đó thì thiên thần Raphael sẽ phủ lên cho bạn một cái tấm chăn năng lượng màu xanh ngọc lục bảo của mình. Thứ sẽ nuôi dưỡng các bạn để bạn có thể có một cái giấc ngủ tốt hơn. À, Ngài sẽ trông chừng bạn và đảm bảo rằng bạn được an toàn và được bảo vệ. Hãy buông bỏ những vấn đề kiểm soát và thuận theo dòng chảy để có thể giải tỏa căng thẳng ha và bạn hãy biết rằng bạn được an toàn. Hoặc là một số bạn nên đầu tư vào một cái chiếc giường thoải mái hoặc là với một cái bộ đầu giường không gây dị ứng để bạn có thể ngủ ngon hơn. Hoặc là điều chỉnh lịch trình của bạn để có ít nhất các bạn có 8 tiếng mỗi ngày, tiếng à, 8 tiếng để bạn ngủ mỗi ngày. Ở đây một số bạn nên quét dọn phòng ngủ của mình sạch sẽ nha. Um, để bạn có được cái sự gọi là um, không gian thoải mái thoáng đẳng để giấc ngủ của mình nó có sự sâu sắc hơn kiểu vậy. Ở đây nếu như bạn có một cái chuyên gia chăm sóc sức khỏe riêng á thì có thể là thiên thần Raphael muốn nói các bạn là có thể bạn với người này không có hiệu quả. ha um. Cho nên vì các bạn có khả năng là các bạn nên tìm hiểu. À, sự hướng dẫn từ một người hỗ trợ các bạn một cái người khác chẳng hạn, hoặc là một cái phương thức chữa lành khác chẳng hạn. Ừ. Và thiên thần Raphael đang hướng dẫn các bạn đến một cái người chữa lành mới phù hợp hơn với tình huống của mình. Và cái người đầu tiên mà mình nghĩ đến là câu trả lời đúng đó. Và thiên thần sẽ cung cấp cho bạn thông tin bổ sung thông qua cảm xúc, suy nghĩ và dấu hiệu cho các bạn. Ngài sẽ hướng dẫn các bạn vượt qua cái quá trình chuyển đổi nhẹ nhàng và suôn sẻ để sức khỏe của bạn. À, được tăng cường và hạnh phúc của bạn nó luôn được duy trì thì mình thấy là như vậy rồi rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông Hồng báo đi nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 3 bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi điều gì sẽ đến với bạn trong 7 ngày tới từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2024 ha Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tù 3 Các bạn tù 3 là những người sống rất là tình cảm, nhân ái ấm áp lãng mạn và ân cần à, rất là quan tâm đến mọi người có thể các bạn cũng có một cái vị thế nào đó khá là cao trong cuộc sống rồi hoặc là có thể một vài bạn các bạn đang đứng trước giữa rất là nhiều những quyết định trong cuộc sống của mình có thể các bạn cũng là một người biết nhìn xa trông rộng biết suy nghĩ biết tính toán cho tương lai mình thấy có thể là dạo gần đây các bạn rất là cần giấc ngủ nha cho nên các bạn nên ngủ nghỉ nếu như bạn cảm thấy mệt thì các bạn cứ ngủ đi à, cứ thoải mái tâm hồn tinh thần một chút đi ha để bạn có được một cái nguồn năng lượng tái tạo à, nâng cao sức sống của mình và bên cạnh đó thì mình thấy có thể là bạn cũng là một người đối với bạn bây giờ rất là muốn tìm kiếm những cơ hội gia tăng tài chính tiền bạc nó có sự phủ phê hơn à. và ngoài ra thì có thể các bạn là những người cũng có kiến thức rất là cao hoặc là có thể là một người cũng đam mê học hỏi các bạn là những người hướng về tinh thần khá là nhiều và có trực giác rất là cao mạnh mẽ một số bạn ở đây mình thấy các bạn không nên làm liều <laughs> chơi cờ bạc đỏ đen trong thời điểm này thì có thể các bạn sẽ phải nhận lấy hậu quả rất là xấu đó, cho nên cố gắng tu tập sống hướng thiện cũng như là phát triển cá nhân của mình nếu như trong tim của bạn có được cái sự gọi là thúc đẩy khao khát học một cái gì mới mới mà nó giúp cho bạn có thể phát triển nâng cao tài chính thì bạn hãy học à, hãy cố gắng tầm ở đâu tiền ở đó ha các bạn là những người khát khao tình yêu tình cảm rồi còn khát khao tiền bạc nói chung là bạn muốn mọi thứ nó có sự gọi là hài hòa và đủ đầy. tuy nhiên nếu như các bạn muốn mà bạn không thực hiện mà không hành động để có thể biến ước mơ trở thành sự thật thì đó chỉ mãi là ước mơ thôi. điều gì sẽ đến với bạn trong 7 ngày tới? ở đây mình thấy có thể các bạn có sự gọi là nắm đồng tiền trong tay hoặc có một cuộc sống khá là thoải mái dư giả, cảm thấy có sự đủ đầy, thậm chí một số bạn có thể có sự ăn ngon mặc đẹp, chỉ vậy là có sự kết nối một người mang năng lượng nữ đây là một người có tài chính vững chắc an toàn à, và có thể là họ hỗ trợ giúp đỡ hoặc có làm ăn gì đó với các bạn. Ngoài ra mình thấy là bạn có thể là wow có một số bạn chọn luôn ba tụ, một số bạn có thể sẽ đi chùa hoặc đi nhà thờ khá là nhiều hoặc là có thể một vài bạn cũng uh, mua sắm gì đó thì nên tiết chế lại chừng mực lại đừng có quá gọi là kiểu uh, vung tay quá tráng nha. Ừ. Thời điểm này một số bạn có làm ăn, hợp tác, kinh doanh hoặc là giao dịch gì đó Các bạn nên thận trọng bởi vì có những cái người không tốt lừa đảo nè Hết sức cẩn thận ừ. Mình thấy các bạn sẽ biết ơn, trân trọng bởi vì mình có được trong cuộc sống Hoặc là có thể có những cái điều gì đó nguy hiểm nhưng mà bạn tránh được Các bạn trực giác của bạn mách bảo ừ. Các bạn có thể gọi là giảm thiểu thiệt hại Thì mình thấy các bạn sẽ biết ơn rất là nhiều về cái điều này Giai đoạn này không đầu tư rủi ro, không cho vay mượn Hoặc như mình nói không cờ bạc đỏ đen bởi vì họ sẽ lấy tiền các bạn đó ừ. Hoặc là mượn tiền không trả đó Ở đây mình thấy cái lương xa trái tim của bạn nó được có sự gọi là cởi mở, nó phát triển ừ. Nó được nâng cấp thể các bạn sẽ có một cái sự biết yêu thương chính mình hơn, yêu thương quan tâm mọi người hơn Thậm chí có thể một vài bạn các bạn sẽ đóng tiền để có thể hỗ trợ cho người dân ở miền Bắc, Bảo Lục Ừ và yeah, ngoài ra thì mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái khả năng là có tình yêu đến với các bạn trong cái giai đoạn này thời điểm này các bạn không nên tin tưởng người khác quá mức nha yeah. để tránh bị người khác lợi dụng đó mình thấy là như vậy thậm chí các bạn muốn cứu trợ hay gì đó các bạn hãy uh, chuyển tiền vào chính nguồn ha, chính thống thì sẽ an toàn hơn là bạn nhờ vả người khác làm dùm Nãy các bạn sẽ phải chi tiền ừ. trong thời điểm này Nhưng mà hãy chi tiêu hợp lý nhất có thể Trong giai đoạn 7 ngày tới có thể là các bạn sẽ Tươi vui tích cực và có thể sẽ có những cái sự tươi sáng gì đó đến với cuộc sống của các bạn Hoặc là bạn có thể sẽ trở thành một người khá là nổi bật Trở thành tâm điểm của sự chú ý Được nhiều người quan tâm và ân cần chu đáo hơn à, Ngoài ra thì mình thấy có thể một vài bạn ừ các bạn có cái sự tiết kiệm nhiều hơn hoặc là như mình nói các bạn sẽ đi đóng góp giúp đỡ người khác một số bạn ở đây thì có thể là các bạn sẽ mua bán vàng gì đó trong giai đoạn này ừ. ở đây thì mình thấy các bạn sẽ có sự đứng lên bảo vệ đấu tranh cho những điều mình muốn ừ. Và ngoài ra thì mình thấy có thể cũng có những sự công kích chống đối gì đó Thì mình thấy các bạn sẽ rất là dễ dàng Mình thấy những sự công kích chống đối hoặc là tiêu cực à, Những cái điều này nó ở dưới cơ các bạn Nó nó không xứng đáng và không có cùng tầm với các bạn Cho nên mình không cần phải lo lắng về những cái điều tiêu cực bên ngoài nha. Vì của bạn cứ vững vàng, mạnh mẽ Và tập trung vào cái niềm tin, mong muốn của mình Và cố gắng đạt được cái ước mơ của mình thôi à, Và bạn được an toàn, bạn ở một cái vị thế an toàn một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn nhớ bảo vệ giữ gìn sức khỏe của mình à, Để à, không thôi có thể một số bạn sẽ bị vấn đề về cảm xúc sổ mũi á, trong thời điểm này à, Có thể một vài bạn các bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc Có thể là bạn đang bị thất nghiệp chẳng hạn Thì có thể với cái sự quyết tâm của bạn Mình thấy các bạn sẽ tìm được cơ hội Nhưng mà các bạn cần phải nâng cao khả năng thể hiện tài năng Đừng có sự gọi là kèm cặp hoặc là kìm hãm cái khả năng tài năng của mình Thì rất là uổng phí và có sự um, mất đi cơ hội của bạn như vậy sẽ có một người mang năng lượng nữ đây là một người vững um, vàng về tài chính tiền bạc có thể họ sẽ có một cái kết nối tương tác hoặc là họ sẽ có sự hỗ trợ cho các bạn ở đây À, một số bạn nữ ở đây mình thấy có thể bạn sẽ giảm cân thành công hoặc là bạn nam nếu như các bạn đang lên kế hoạch hoặc là bạn đang thực hiện nó mỗi ngày tập thể dục á thì một số bạn sẽ giảm cân thành công đó nhưng mà hãy chọn cái phương thức lành mạnh nhất tập thể dục ăn uống điều độ chứ đừng chọn những cái phương thức gọi là kiểu cấp tốc nha dùng quá chất thì có thể là mình không biết quá chất đó à, xuất nguồn từ đâu thì rất là nguy hiểm cho cái sức khỏe của các bạn đó phải vừa đẹp mà vừa khỏe nữa thì đó mới chính là một cái sự hoàn hảo Giai đoạn 7 ngày tới thì mình thấy có thể là một vài bạn các bạn có tiền nhưng mà bạn sẽ đầu tư cho nên mình sẽ không giữ tiền mặt nhiều ừ. Số bạn có thể như mình nói mua vàng để dành hoặc là Ngoài ra mình thấy có thể trong giai đoạn 7 ngày tới một số bạn sẽ đi tiệc hoặc đi đám cưới Hoặc có khả năng là làm từ thiện giúp đỡ người khác như mình nói à, Và ngoài ra có thể một số bạn sẽ có những cái chuyến đi du lịch hoặc là mua xe mới gì đó ở đây và ngoài ra có thể giai đoạn cuối của bạn ngày tới tiền bạc đến với lại những cái thông tin tin tức về tiền bạc hoặc là có những cái hợp đồng được kéo đến với các bạn nếu như bạn có những công việc liên quan đến hợp đồng giấy tờ hồ sơ ha hoặc là có thể có những cái người muốn mời gọi bạn hợp tác làm ăn hoặc là ký hợp đồng gì đó dịch vụ gì đó ở đây thì nên tìm hiểu kỹ liệu cơm gấp mắm xem ừ. mình có thể um, hợp tác lâu dài hay không um, thì mình thấy là như vậy để tránh mất tiền à. Tìm hiểu kỹ về luật lệ, giấy tờ, hồ sơ rõ ràng về cái quyền lợi của mình. Ừ. Thấy các bạn có những cái chiến thắng thành công ở đây nè. Ngoài ra có thể một số bạn cũng sẽ có ăn sinh nhật của người yêu hay là có đi uh, du lịch hoặc có những kỷ niệm gì đó liên quan đến người yêu của mình. Cho nên là có thể cũng sẽ chi một khoản tiền cho vấn đề này. Hoặc có, có khả năng 10% một số bạn ở đây sẽ tiến đến hôn nhân đám cưới ha. Ở đây các bạn có sự giao dịch tiền bạc Các bạn nhớ đếm kỹ tiền để tránh lộn tiền, nhầm tiền Rồi đâm ra tranh cãi nữa Rồi ừ. điểm này thì đừng tin tưởng người khác quá mức Đặc biệt những cái người là bè chứ không phải là bạn đó ừ. Thận trọng để sau này kiểu như làm ơn mắc quán không trả mà còn gây tiếng xấu cho các bạn thấy có một số bạn là rất là dễ gặp cái tình huống này đó nha nên tốt nhất là tiết kiệm và chính yếu giai đoạn 7 ngày tới dường như bạn chiến thắng rất là nhiều những lĩnh vực khác nhau ha thấy cái tinh thần của bạn wow các bạn có rất là nhiều lá chiến thắng thành công luôn hoặc là nhà bạn có niềm vui nhà cửa hoặc là dọn đến nhà mới cho nên bạn nói với các bạn mới tiêu mới chi một khoản tiền hoặc là mua sắm đồ đạc vật dụng gì đó trong nhà Ừ, hoặc là có những cái tiệc tùng ăn uống vui vẻ thoải mái ở đây à, hoặc là có thể là do những cái sự kiện như là tết trung thu rồi đó có thể có sự quay quần tụ họp gia đình người thân ăn uống à, và ngoài ra có thể một vài bạn có những cái vấn đề pháp lý giấy tờ hồ sơ có thể sẽ hoàn thành giải quyết được à, thậm chí có thể một số bạn sẽ thắng lợi chẳng hạn và bên cạnh đó thì có thể một số bạn sẽ có sự là đi công tác hoặc là chuyển đổi hoặc là uh, chuyển nhà chuyển chỗ ở chuyển công việc các bạn sẽ bước vào những cái giai đoạn mới mẻ học hỏi những cái mới hoặc là có một cái giai đoạn tươi mới phát triển chứ không còn ở trong cái giai đoạn cũ hoặc là những cái giai đoạn mù mờ tâm tối nữa mọi thứ nó sẽ rõ ràng hơn với các bạn à, và ngoài ra thì mình thấy có khả năng là đôi khi bạn cũng hơi nóng tính đó. đôi khi có khả năng cũng hơi bực bội gì đó nhưng nhưng mà nhớ kiểm soát để tránh gọi là kiểu giận cá chém thớt khiến cho những mối quan hệ trong cuộc sống của bạn nó bị rạn nứt à. và đừng để tâm đến những cái người chưa chưa học xong bài học hoặc là chưa có nhiều kiến thức hoặc là chưa không có cùng tần số cùng nhận thức hoặc là không cùng cái hướng đi với các bạn đừng quan tâm đến họ ừ. à, hãy quan tâm đến con đường của mình dành thời gian chính mình cho chính mình dành năng lượng cho chính mình ừ. những người mà có một cái sự hơi bướng bỉnh thì có thể trong thời gian họ phát triển cuộc sống cũng sẽ có những bài học đến để họ có thể trưởng thành hơn cũng giống như bạn Ừ, trong quá khứ như vậy Cho nên mình đừng tốn công sức với họ Một số bạn thì có thể có sự giúp đỡ cho em Kết nối với cha em Hoặc con cháu trong nhà ừ. Thì có thể cũng có những món quà Hoặc là ăn uống vui vẻ Có những khoản tài chính vui vẻ rộn ràng Tích cực nha yeah. Và wow, ở đây mình thấy có thể một vài bạn Có tin vui về con cái Hoặc là sẽ có những cái giây phút <laughs> khá là mặn nồng đắm đuối mãnh liệt với người yêu của mình một số bạn ở đây có tin vui như mình nói hoặc là một số bạn nữ có thể các bạn sẽ đến thời kỳ đến cái chu kỳ của các bạn á cho nên các bạn cũng nhớ đừng có làm việc quá sức nghỉ ngơi ha, cân bằng Như các bạn có thể có sự kết nối với âm nhạc nghe nhạc uh, tích cực hoặc là có thể là nghe nhạc chữa lành vân vân hoặc là bạn có thể um, sử dụng uh, và những cái nhạc cụ có thể năng là sáng tác âm nhạc gì đó ở đây Hãy dành thời gian với bạn bè khá là vui vẻ phấn chấn ha ăn uống à, ngoài ra một số bạn có thể là bạn cũng sẽ uh, tập cho mình cái trạng thái của sự cân bằng hài hòa yên tĩnh bình tĩnh hoặc là có uống trà thảo mộc uhm. Đây mình thấy giai đoạn 7 ngày tới là thời điểm các bạn quan tâm đến sức khỏe gia đình cha mẹ các bạn đặc biệt là giấc ngủ á. Cũng như là đi đứng cẩn thận trong thời điểm này. À cái vấn đề tình yêu của bạn trong giai đoạn 7 ngày tới thì uh, một số bạn yêu nhau giai đoạn này các bạn uh, rất là dễ kích động hoặc là khó chịu hoặc là rất là dễ gọi là hiểu lầm lời ăn tiếng nói và rất là dễ chia tay nha cho nên là các bạn nên biết điều chỉnh cảm xúc suy nghĩ của mình để tránh có những cái sự uh, nghi ngờ hầu như ai cũng có một cái sự dâng tràn những cảm xúc mãnh liệt ở đây. Ừ. Cho nên là hãy hết sức thận trọng để tránh là nguy cơ, đặc biệt các bạn nữ nữa. Các bạn hay hiểu lầm hay lo lắng hoặc là giai đoạn này giai đoạn chu kỳ mặt trăng rồi vấn đề về sức khỏe của mình. Cho nên là đôi khi các bạn cũng cảm thấy um, khó chịu trong mình rất là dễ um, tranh cãi với người yêu. Và nếu các bạn không biết kiểm soát thì rất là dễ chia tay kết thúc hoàn toàn luôn đó có một số người sẽ kết thúc hoàn toàn một cái mối quan hệ gì đó không phù hợp để có thể rời đi và tìm kiếm cho mình một cái bến bờ mới hoặc là tập trung hơn vào bản thân. Ừ. Một số bạn mà gọi là ngắt kết nối chia tay, mình thấy dường như giai đoạn này có thể một vài bạn các bạn sẽ rời khỏi quá khứ và tập trung vào bản thân và cha mẹ và chính mình, thay đổi chính mình, thay đổi diện mạo, thay đổi lối sống lành mạnh hơn. Thậm chí là như mình nói kết thúc hoàn toàn quá khứ và không muốn sống ở trong hoàn cảnh tiêu cực nữa mặc dù có thể bạn vẫn còn ám ảnh nhưng mà một có một số bạn sẽ chọn cách rời đi hoàn toàn à, và cho mình cơ hội để có thể kết nối với một ai đó nhưng mà nếu như các bạn không giải quyết được cái vấn đề cũ của mình thì bạn quen ai bạn cũng sẽ bị uh, vấn đề cũ nó hoành hành hoặc là còn nhớ người cũ mà cứ quen người mới để khỏa lấp thì có thể là nó còn tày quầy hơn nữa Nó còn mắc kẹt hơn nữa Cho nên tốt nhất là hãy độc thân Khi mà mình chưa giải quyết được vấn đề cũ của mình Để tránh gây thêm những cái đau thương Tổn thương cho người khác cũng như cho chính mình nha Còn bạn nào mà gọi độc thân vui tính Thì nói chung là vẫn còn độc thân thôi mình Thấy là như vậy Có thể có tình yêu nhưng mà có thể là cảm thấy không hợp Cho nên là tìm hiểu Cảm thấy không đi đến đâu cho nên là sẽ có một sự Ờm um, tập trung vào việc gọi là độc thân vui tính thì sẽ hay hơn kiểu vậy. Đây mình thấy các bạn có sự chuyển đổi như mình nói chuyển từ cái giai đoạn cũ sang giai đoạn mới nó tích cực, nó vui vẻ, nó hạnh phúc hơn hoặc là có một sự chuyển đổi nhà cửa hoặc có sự dịch chuyển di chuyển khá là nhiều trong thời điểm này. Ừ. Và bạn ở đây mình thấy là nếu các bạn không ngủ nghỉ hợp lý các bạn lao tâm, các bạn cực lực quá mức, các bạn rất là dễ bị cái vấn đề về trí não, rối loạn tiền đình, thậm chí là đột quỵ nữa đó. Và nên nhắc nhở người thân của bạn ngủ đủ, ha. uống nước nhiều, ngủ đủ, đi dạo, tập thể dục, có nói thiên nhiên, có một lối sống lành mạnh để cải thiện sức khỏe của mình. Lắng nghe trực giác của bạn, đôi khi trực giác của bạn cũng sẽ thúc đẩy, mách bảo các bạn phải làm thế này, thế nào, thế kia để cải thiện sức khỏe. Thì hãy lắng nghe nó. mà giai đoạn này mưa gió đi đứng cẩn thận một chút để tránh té ngã ha, đặc biệt những người lớn tuổi trong nhà đó. Yes. Ở đây thời điểm này có thể một số bạn sẽ thoát khỏi một số nghiệp nợ nghiệp chướng hoặc là bạn làm việc phước đức nhiều, các bạn hồi hướng công đức cho ông bà tổ tiên của bạn sẽ giúp cho họ có thể um, giảm bớt nghiệp nợ nghiệp chướng gì đó của họ nha, mình thấy là như vậy. Một số bạn có một cái người ông hoặc là người cha người chú nói chung là một người mang năng lượng nam à, người thân đã khuất của bạn có sự gọi là kết nối thông qua giấc mơ hoặc là Thay bạn sẽ nhắc nhớ tới họ trong thời điểm này hoặc là đi đám vỗ kiểu vậy câu trả lời của bạn là yes là có à, nó liên quan đến câu hỏi nào đó của bạn thiên thần raphael muốn xác thực cái cảm xúc trực quan của các bạn uhm. đây là một cái thông điệp giúp cho bạn có thể đối phó với các tình huống hiện tại và chuẩn bị cho tương lai Đôi khi cái món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể nhận được đó là biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo Và thiên thần nhắc nhở các bạn rằng mọi thứ có thể thay đổi theo cái hướng tích cực hơn nữa Vì vậy các bạn hãy cởi mở với trực giác thông thái của mình Nó sẽ dẫn dắt các bạn trên cái con đường này Mọi thứ đang diễn ra theo hướng tích cực rồi Bạn đang đi đúng hướng một cái sự thay đổi gần đây chứng tỏ là nó lành mạnh Và có thể có những lời đề nghị gì đó được đưa ra cho các bạn một cơ hội mới nó sắp xảy ra à, và cái cảm xúc của bạn trực giác của bạn là chính xác và ngoài ra thì cái chế độ ăn uống là cái nền tảng của tình huống mà bạn đang hỏi cho đó cái việc cải thiện lựa chọn thực phẩm và đồ uống có cải thiện sức khỏe cho các bạn có ừ. thể là bạn sẽ tìm được một cái người cố vấn hỗ trợ giúp cho bạn có một cái lối sống hoặc là có khả năng gọi là ăn kiêng thành công và tạo ra cái chiến lược cho cái bộ bữa ăn của bạn nó có sự thỏa mãn lành mạnh hơn ừ. và ngoài ra hãy lắng nghe trực giác của bạn về cái việc thực hiện những thay đổi tích cực trong chế độ ăn uống. tôn trọng cơ thể của mình bằng cách các bạn cung cấp cho nó những thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng nha. Yeah. Trời mình xin kết thúc các bạn tụ. Bà ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn.